Đó, thì mình đi theo cái nhóm của bên Trà Sơn để mà phát cho những bệnh nhân trong cái khu khoa nhi đó quý vị. Đó thì quý vị và các bạn có thấy được cái hình ảnh của cha và cái nhóm từ thiện của nhà thờ Tân Châu đó quý vị, đang đem những cái phần cháo, những cái phần nuôi để phát cho những cái bệnh nhân ở trong bệnh viện Tân Châu đó quý vị. Thưa quý vị và các bạn, cái nhóm mình đã tới cái khu vực bệnh viện Tân Châu rồi đó quý vị. Đó thì bây giờ bọn mình sẽ tiến hành vào để phát cái những cái suất cơm đó quý vị, suất cháo đó cho bệnh nhân đó quý vị. Vậy là mình đi lên trên mình phát luôn ha cha. Đó thì mình đi theo cái nhóm của bên Trà Sơn để mà phát cho những bệnh nhân trong cái khu khoa nhi đó quý vị. Đó thì quý vị và các bạn có thấy được cái hình ảnh của cha và cái nhóm từ thiện của nhà thờ Tân Châu đó quý vị, đang đem những cái phần cháo, những cái phần nuôi để phát cho những cái bệnh nhân ở trong bệnh viện Tân Châu đó quý vị. Đó, một hình ảnh rất là đẹp, rất là thiện nguyện của cái nhóm đó quý vị. Đó thì qua những hình ảnh này, chúng tôi cũng mong quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy chung tay góp sức với cái nhóm thiện nguyện của Trà Sơn, đứng đầu là cái nhóm thiện nguyện ở nhà thờ Tân Châu đó quý vị. Đó thì góp một tay để mà làm cho vơi đi những cái khó khăn cũng như những cái nỗi đau của những cái người có cái hoàn cảnh khó khăn đó quý vị. Mời mấy cô mấy bác tới để mà lấy cháo nuôi miễn phí nha. Cho hai bọc cho hai đứa bé kia tại không dám ra phải diễn. Dạ dạ. Cháo nuôi. Cảm ơn.
có cháo mà có thịt. Cái thịt cũng là nuôi là không có. Đó, mời mấy cô mấy bác hãy dùng miễn phí đi. Đó. Dạ. Dạ, nuôi với cháo đó mấy cô. Tại vì mình bệnh đó, cho nên là mấy cha nấu có thịt thà đâu đó cho mình có sức khỏe lại. À dạ. Rồi. Đó, các bạn có thấy là cái những cái hoạt động rất là ý nghĩa của nhóm từ thiện Tân Châu đó quý vị, nhà thờ Tân Châu. Đó, mà đứng đầu là cha Sơn. Kính thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi vào cái khu vực phòng khám nhân đạo đó quý vị, của thị xã Tân Châu đó. Đó thì sẽ tiếp tục đi vào để phát những cái phần cháo miễn phí cho bà con bệnh nhân đó quý vị. Đó thì bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục đi nghe quý vị. Kính thưa quý vị các bạn, bọn mình đã tới cái phòng khám nhân đạo của thị xã Tân Châu rồi đó, để gửi những cái suất cơm cháo cho những cái bệnh nhân ở trong cái phòng khám đó quý vị. Nó một cái hoạt động rất là nhộn nhịp, rất là ý nghĩa nha quý vị. Một miếng khi đói bằng một gói khi no đó quý vị. Đó thì nhóm từ thiện đã làm những cái công việc rất có ý nghĩa cho xã hội. Đó, đây là những cái phần quà, phần cháo của cái hội từ thiện của nhà thờ Tân Châu đó quý vị, gửi cho các bà con bệnh nhân ở phòng khám đa khoa đó quý vị. Đó, rất là ý nghĩa nha quý vị. À, cô cho con hỏi là mà những cái suất cháo quà này đó là cô cũng có nhận thường hả cô hả? Dạ, thì hàng tuần cũng có vào thì mình cũng nhận, mình dùng hết cô ha. Dạ, cũng làm bớt đi những khó khăn ha. Dạ, dạ. À, xin cảm ơn cô ạ. À. Hết chưa, hết rồi, lâu này đi cho mấy ông thợ đang cắt nhà. Đó, thì mình di chuyển ra phía ngoài trước nha quý vị. Đó, như các bạn cũng biết đó, là đây là một cái phòng khám nhân đạo của thị xã Tân Châu nha quý vị, nằm ở vị trí là cái số 3 phường Long Phú của thị xã Tân Châu nha quý vị. Đó, nơi đây cũng là một cái nơi hoạt động từ thiện khám chữa bệnh cho bà con nghèo miễn phí nha quý vị. Cháu này dư án.
đó thì cũng gửi cho những cái phần cái suất cháo cho các cái anh làm ở công nhân để mà xây dựng cái khu nhà, khu khám bệnh cho bệnh nhân đó quý vị. Đó, hiện nay mình thấy là cái phòng khám nhân đạo cũng đang xây dựng những cái dãy phòng mới để cho bệnh nhân đó quý vị vào để mà chữa trị đó. Đó thì sẵn tiện mình cũng ghi một số cái hình ảnh về cái hoạt động từ thiện phát những cái phần cháo miễn phí cho những cái bệnh nhân trong cái phòng khám nhân đạo đó quý vị. Các bạn thấy là cái những cái hoạt động rất là ý nghĩa nha các bạn. À, cháo thịt miễn phí. Đó, dặn đi cô, tự nhiên đi cô. À. À. Rồi xin hai bọc nuôi cho chú kìa. À. Hoạt động rất là ý nghĩa nha các bạn, rất là nhộn nhịp. À, hiện giờ đó, mình đang đứng ở cái vị trí lầu 4 của cái bệnh viện trung tâm ở thị xã Tân Châu nha quý vị. Đó, phát cho những cái bệnh nhân ở trong cái khu vực lầu 4 của bệnh viện đa khoa Tân Châu nha quý vị. Hết chưa mẹ, còn nè. Đó, những cái sức cháo, những cái sức nuôi cũng vơi dần rồi đó quý vị. Mình dài ra đó đi. Đó, thưa quý vị và các bạn, nhóm của từ thiện của nhà thờ Tân Châu đó, bây giờ mình ở cái lầu 4 của bệnh viện Tân Châu, mình di chuyển xuống cái lầu 2 nha quý vị. Đó, di chuyển xuống cái lầu 2 để phát tiếp cho những cái bệnh nhân nha quý vị. Đó, bây giờ mình xuống đi ha, mình xuống dưới đi. Đó thì thưa quý vị và các bạn, nhóm từ thiện của nhà thờ Tân Châu đã hoàn thành cái việc mà phát những cái phần cháo, phần nuôi từ thiện hàng tuần vào ngày thứ tư đó quý vị. Đó thì cũng
xin gửi cái hình ảnh tới quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy chung tay góp sức với chúng tôi và cha Sơn ở nhà thờ Nam Châu đó quý vị, để mà làm vơi đi những cái khó khăn, những cái nỗi đau của những bệnh nhân, những cái người có hoàn cảnh nghèo đó, mà người ta có những cái khó khăn mình phải giúp đỡ. Thì xin chân thành cảm ơn các bạn. Và nếu mà quý vị và các bạn có cái thắc mắc gì thì hãy cứ comment bên dưới cái video nhé, và đừng quên nhấn cái nút subscribe đăng ký kênh, đồng thời like, chia sẻ và góp ý để mình có thể làm tốt hơn những cái video clip về những cái công tác từ thiện của Tân Châu nói chung và của cái nhóm từ thiện nhà thờ Tân Châu do cha Sơn đứng đầu nha quý vị. Xin hẹn quý vị ở cái video clip sau. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.